Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái clip về gì nhỉ? À, vừa nãy mình lên group xong thì mình thấy có một vài anh em post một cái code khá là ngon. Không biết là các bạn đã nhận được cái code này chưa, và mình không biết là các bạn có biết cái code này hay không. Các bạn nhìn thấy cái phần thưởng nó cực kỳ ngon. Theo mình đánh giá đây là một cái code rất là ngon, với 500 kim cương này, 10 xu chiêu mộ kim cương, 10 thuốc thể lực lớn, và cùng với đó là 100.000 vàng. Không biết cái code này ở đâu, hiện tại mình lên trên fanpage cũng như là trên group. À, lên fanpage thì không thấy ở trên fanpage có đăng được cái code này, và chỉ thấy ở group một ông nào đó đăng lên. Thế là bảo là anh em nhập cái code này vào đi, phần thưởng ngon lắm. Thế là mình cũng nhập vào đây thôi. Thì hiện tại các bạn nhìn thấy đúng phần thưởng ngon thật. Và cái code đó là gì thì các bạn đây nhận về đã nha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ngon không? Mẹ, phần thưởng ngon thật sự ấy. 10 thuốc thể lực lớn mà dùng thì nhận được 100 thể lực. Chính ra là mình sẽ dùng 10 cái này, mình sẽ nhận được 1.000 thể lực. Ủa, 1.000 thể lực nó tương ứng với tầm khoảng đâu đó gần 2.000 kim cương thì các bạn ạ, không ít một tí nào đâu nhá. Và cái code đó là gì thì đây, các bạn hãy nhập ngay cái code này vào nha các bạn nha. Cái code đó là khác2mxvadrm. Các bạn nhớ nhập cả cái dấu khác ở đằng trước cái số 2 nha các bạn nha. Ngày xưa có mấy ông nhập code nhìn thấy cái chỗ khác này thì cứ tưởng đó là một cái hát tan nhưng không nào nhập. Nhưng mà thực ra nó vẫn là thuộc trong một cả một cái code này nha anh em nha. Nó có cả cái dấu khác ở đằng trước nữa, khác2mxvadrm nhá. Anh em nhanh tay nhập vào để nhận cái phần thưởng này nhá, cực kỳ ngon. Rồi, ok, bỏ qua cái vấn đề code đi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái gì nữa nhỉ? Sáng mình vẫn nhớ là đâu đó tầm khoảng 80 mấy ca kim cương, thì bây giờ còn có 10.000 kim cương đây anh em. Tiêu một phát 70 mấy ca kim cương rồi. Và các bạn nhìn này, không cho server này một hơi thở nào luôn, thề với các bạn luôn. Sáng ra mình vẫn quay ở mức bình thường, thì đến lúc này vào đã là 4.830 điểm. Con Google rồi anh em ạ. Điểm đó là 4.830 điểm, và các bạn nhân hộ với mình là 2.160 kim cương, thì nhân ra trong 10 lần rút thì các bạn nhân ra là nó đâu đó tầm khoảng hơn 80.000 kim cương. Và chúng ta cùng nhìn vào cái bảng xếp hạng kim cương này thì các bạn sẽ biết tiêu 82.000, và bảng xếp hạng tiêu kim cương tặng chiến hồn sẽ tiêu đến 82.277 kim cương rồi, cùng với đó là 120 vé. Đúng không? Cùng với đó là 120 vé ở những cái sự kiện nạp free vào, đúng không? Nó không biết là có vấn đề là đến 4.800 điểm, không biết là có Google hay chưa, khả năng cao là có rồi. Vẫn chưa có. Không có Google luôn các bạn. Không có, à đây, có luôn. Vậy là đã ra luôn Google rồi anh em ạ. Vậy là đã ra luôn con Google 3 sao này rồi, đúng không? Vậy là chúng ta chỉ cần chờ nó về, nó tự lên 5 sao rồi chúng ta bắt đầu phải up nhá. Hôm nào về thì các bạn sẽ biết nhá. Sự kiện của chúng ta còn mấy ngày đấy nhỉ? Sự kiện này của chúng ta còn đâu đó là 3 ngày ạ. Vâng, 3 ngày 5 giờ 29 phút nữa. Một cái khoảng thời gian nó khá là lâu. Nhưng có lẽ là cái server này gần như là không ai chơi lại được với nick London Diary nữa rồi, đúng không? Bot nào cũng lấy top 1, sự kiện nào cũng lấy top 1 thế này thì chịu chết, đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ chờ một cái cuộc gọi là giao lưu, gọi là giao đấu giữa các liên server với nhau mà thôi, đúng không? Và đây là Google Level 1 3 sao. Lực chiến của nó rơi tầm khoảng 16.498 nha anh em nha, chưa up một tí nào. 16.498 đó là Google 3 sao. Còn một cái gì nữa nhỉ? À, vì quay cái sự kiện rút thẻ hạn giờ này nó có cả mảnh, nó có cả mảnh tướng và ra cả bot nữa các bạn ạ. Nó vẫn có khả năng ra cả ca phẩy với cả con Ukio Tachibana nữa này, các bạn nhìn thấy này. Nhìn thấy gì không? Ca phẩy 7 sao, lực chiến 56.000 rồi. Vâng. Ca phẩy 7 sao và lực chiến là 56.000 rồi, dành cho thanh niên ca phẩy này, đúng không? Các bạn nhìn thấy không? 7 sao. Đây là ca phẩy 7 sao này, vừa mới lên thôi và vẫn dư đâu đó là lúc mình hôm lúc cái clip mà mình làm cho các bạn nó chỉ 6 sao mà nó đâu đó tầm khoảng hơn 200 mảnh, nó vẫn thiếu một đâu đó tầm khoảng mấy chục mảnh như phải, thì bây giờ đã dư đến 90 mảnh thừa rồi đây. Các bạn nhìn này, nó đã thừa lên tầm khoảng 90 mảnh ở đâu đó rồi, đúng không? Để cho các bạn nhìn thấy cái sự khủng khiếp về cái nick này, và nó vẫn không tiêu bất kỳ một cái mảnh vạn năng siêu nào ở đây. Anh em nhìn thấy này, vẫn cầm trong người là 772 mảnh vạn năng siêu. Thật sự là cái này mình không muốn khoe với các bạn đâu, mình bảo bao giờ lên tầm khoảng 1.000 mảnh thì mình mới làm một clip riêng về cái mảnh vạn năng siêu này nhá. Bây giờ nó chỉ có 772 mảnh thôi, bỏ qua đúng không?
Ok, chúng ta đang có 10 bình thuốc thể lực lớn này, mình sẽ dùng hết cộng 1.000 thể lực. Để xem nào, chúng ta sẽ up con gì lên 3 sao nhỉ? À, up con gì lên cam cộng 3 nhỉ? Cà phẩy, đúng không? Up luôn cà phẩy nhỉ? Cà phẩy hay Iori, mình đang phân vân. Ui, cà phẩy lực chiến bắt đầu cao hơn Iori rồi. À, con, tại vì con Iori này mới ở đẳng cam cộng 2 này, nhưng mà nó hơn cà phẩy một chỗ là nó đã thức tỉnh một vũ khí. Cà phẩy chưa có một vũ khí nhá các bạn nhỉ? Vàng thì hết kìa. Vàng thì hết. Không biết là cần quét đủ hay không. Chắc là đủ đúng không? Mình nghĩ là chắc là đủ để up cà phẩy lên tốn đấy nhỉ. Chắc là vẫn đủ để up cà phẩy lên cam cộng 2. Hy vọng là đủ đúng không? Nguyên liệu, quan trọng là nguyên liệu. Vàng chúng ta có thể cắn quét thải. Đó, đủ các bạn nhá. 600k vàng này thì lấy ở đâu thì khả năng cao là mình sẽ càn quét ở vẫn còn đúng không? Vẫn còn thời gian để luyện kim. Luyện kim 67 không đủ. Ok. Mình sẽ càn quét ải phong thần đấy các bạn đúng không? Bây giờ chắc chỉ còn mỗi càn quét ải phong thần thôi vì đằng nào tối nay mình cũng không chơi được. Đành phải càn quét ải phong thần ở tầng 30 thôi vì không có nhiều thời gian để chơi cái phong thần này nên là mình sẽ càn quét để mình lấy vàng đấy các bạn nhé, hy vọng được tổng khoảng đâu đó tổng khoảng 400k vàng hợp lý nhỉ. Ui lại không đủ à, mở thêm một lần nữa 400 rồi, đồng ý à. Tiếp tục, hy vọng là đủ 400k, không biết là có được. Ui không đủ rồi, không đủ rồi anh em ạ. À, 561. Ôi, thế là không đủ, được có 4-305k thôi, vẫn thiếu đâu đó tầm khoảng mấy chục k nữa rồi. Để làm nào kiếm được mấy chục k nữa thì có lẽ mình sẽ phải... Thôi, bất lực rồi, đành phải luyện kim một phát nữa rồi. 600, ôi, được luôn anh em, vừa như mùa là một phát bạo kích à. Vừa đủ anh em, vừa đủ cái số lượng vàng đúng không, mình sẽ up thằng ca phẩy lên cam cộng 3 nha các bạn nha. Ok, vậy là ca phẩy lên cam cộng 3, lên thêm được đâu đó tầm khoảng gần 2 lực chiến nữa. Công lên được tầm khoảng 2k, k rưỡi. Thủ lên được tầm khoảng 1.500, 1.200 à. Và sinh lực đâu đó lên được tầm khoảng 10.000. Vâng, đó là ca phẩy cộng 3. Vừa nãy là lực chiến 56 và lên được bây giờ lên lực chiến 58.000 rồi. Với ca phẩy cộng 3 nha các bạn nhá. Và hiện tại thì, ai ôi, em Kula lực chiến kinh nhỉ. Hiện tại thì các bạn nhìn thấy có hai con lực chiến cao hơn ca phẩy, đó là Kyo này, lực chiến 67.569, Kula là 61.001 và ca phẩy chỉ là 58k mà thôi. Do ca phẩy cầm 3 cái chiến hồn nó không thật sự là ngon cho lắm, mình sẽ thử cầm 3 cái chiến hồn mạnh nhất để mình thử một tiết test con ca phẩy cho các bạn nha, xem nhá. Mình sẽ tháo chiến hồn tăng chiến này ra này, tiếp theo là chiến hồn thương quang này, tiếp theo nữa đó là chiến hồn mộng sinh đúng không, mình sẽ thử tháo 3 chiến hồn này ra. Mình sẽ thử lắp cho ca phẩy nhé. Tháo. Thì chúng ta lắp chiến hồn thương quang đúng không? Đó, mình sẽ thử 3 chiến hồn mạnh nhất này. Mình sẽ thử test cho các bạn xem 3 chiến hồn mạnh nhất với ca phẩy nhé. Chiến hồn tắc khí này. Tiếp. Chiến hồn song phi. Ok, mình sẽ thêm một chiến hồn nữa, chiến hồn của con chiến hồn mộng sinh đúng không? Ok, 3 chiến hồn full 20 và các bạn nhìn này, vừa ca phẩy 58k lực chiến. Sau khi mà đắp 3 cái chiến hồn này vào thì các bạn nhìn đã lên đến 64k lực chiến rồi. Chứng tỏ chiến hồn nó quyết định, như mình đã nói rất lâu rồi, chiến hồn nó quyết định về một võ sĩ cực kỳ kinh khủng luôn. Ok, test ca phẩy có lẽ mình chỉ cần để 4 con nên là đủ. Không, chỉ để 3 con thôi đủ anh em. Cho antenna và hợp lý hơn nhỉ. Antenna đánh trước à. Thôi không cần. 3 con là đủ rồi, đúng không? 3 con 199k lực chiến. Thử đối đầu với một hit KO là các bạn. Tỷ thí một hit KO là 230. Ok, mình sẽ cùng xem là ca phẩy đẩy được đến đâu nha anh em nhá. Xem ca phẩy cùng đẩy được đến đâu nhá. Xem sát thương của ca phẩy sẽ như thế nào. Cùng có lên đây, lên luôn rồi. Ủa, lên bạo kích cái phải gần chết thằng KO của một hit KO luôn kìa. Iori sát thương là các bạn nhìn thấy lửa sâu xé là 377k. Một đẩy chết một hàng.
867 cá sát thương, một con số khổng lồ đến từ cá phải. Nếu như các bạn thử cho đắp 3 chiến hồn mạnh nhất ở cái nick này, theo mình nghĩ là 3 chiến hồn gọi là hút công rất là nhiều đến từ trí của cá phải, một đẩy một hàng luôn, không thể nào chống được đến từ một hit KO, không kịp đẩy lần thứ hai anh em ạ, đúng không? Hai con này thì chắc là không chịu nổi hai cái sát thương đến từ kim cương băng của Kula và lửa sâu xé của Iori nữa rồi, một đẩy một hàng. Đó là ca phẩy khi mà các bạn lên 7 sao nhét cho nó 3 chiến hồn cực kỳ mạnh, full cấp 20, 3 chiến hồn 5 sao full 20, đúng không? Một hit KO không phải là đối thủ nữa rồi. Đấy, mới chỉ 3 con thôi, 3 cái chiến hồn nhỏ nhẹ thôi để quyết định thôi mà các bạn nhìn thấy đã khủng khiếp rồi. Không biết thì sau này nick này nó còn khỏe như nào nữa, sau này Rugal về đúng không? Up Rugal tầm khoảng 5 sao bỏ đấy rồi đúng không? Rugal thật sự là không đánh giá cao lắm nha các bạn. Nhiều bạn đánh giá cao Rugal nhưng mà bản thân mình không đánh giá cao con Rugal đó. Nói chung bây giờ đẩy hàng nào cũng chết nha các bạn. Đẩy hàng nào cũng chết đúng không? Hàng nào cũng sấp đôi luôn. 789k, cả Kyo lẫn Mai cũng đều nằm xuống. Đẩy hàng nào chết hàng đấy các bạn, không trụ nổi. Còn cái lượng gọi là thủ đến từ của Nikkeo có lẽ là hơi yếu đúng không? Robert vừa có một tình huống bạo kích, Kula nằm xuống chưa? Vẫn còn đó là một chút khiên chắn đến từ cái chiến hồn gì nhỉ? Mình quên mất rồi. Mình quên mất tên cái chiến hồn nó hút khiên chắn đến từ Kula. Tí mình xem lại nhé các bạn nhé. Lại không chịu được nữa đúng không? Hai con này ta phải không bao giờ được đẩy lần thứ hai. Chỉ duy nhất một lần mà thôi các bạn, trận chiến nạn chỉ duy nhất được đẩy duy nhất đúng một lần mà thôi, nên chúng ta để ba con này vào với nhau. Ok, clip này có lẽ là mình xin phép tạm dừng lại ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo đúng không? Nhớ nhập code nha anh em nha. Nhớ nhập code KHAK2MXVADRM cho anh em nào muốn nhận 500 kim cương, 10 xu chiêu mộ kim cương, 10 bình thuốc thể lực lớn cùng với đó là 100k vàng nhá. Anh em nào chưa nhập thì nhanh tay nhập cái code này vào giúp mình nhá. Đây là một cái code rất là ngon. Ok. Thêm một cái nữa là cái chiến hồn mà bút giáp cho Kula thì các bạn. Đây đó chính là chiến hồn Trầm Châu đấy các bạn nhá. Cái chiến hồn mà mình vừa nói đến đây chính là cái chiến hồn Trầm Châu này. Khi sinh lực bản thân dưới 25% sẽ kèm hậu thuẫn bằng 33% sinh lực tối đa, duy trì 2 liên tích của đỉnh đó. Cái chiến hồn mà vừa nãy Kula nó bút một cái đoạn giáp trắng ấy, đó chính là do cái chiến hồn Trầm Châu này anh em nhá. Ok, nhớ nhập code và like, subscribe kênh YouTube này của mình nhá. Thank you các bạn rất nhiều. Bye bye.